Ừ, chào các bạn ha. Ờ, bài ngày hôm nay thì uh, trong cái loạt bài của Y6 uh, về vấn đề nghi về nghiên cứu thì uh, ngày hôm nay thì uh, đây là một trong những cái mà nội dung nó liên quan đến nó nằm cuối cái phần đề cương nghiên cứu. Uh, toàn bộ cái chương trình Y6 của các bạn á thì các bạn được học uh, gần như là tất cả liên quan đến nghiên cứu từ biến số nghiên cứu tổng quan và sắp tới khi các bạn đi thực tập các bạn cũng sẽ làm thực hiện nghiên cứu tại địa phương luôn nhưng mà cái dừng lại của cái nghiên cứu của các bạn chỉ là một cái đề cương thôi à, đề cương nghiên cứu là gì thì các bạn cũng đã được biết rồi thì cũng không thì cũng không có nói lại à, đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai thì trong cái phần đề cương nghiên cứu sau khi các bạn hoàn thành hết toàn bộ những cái nội dung liên quan đến chuyên môn của cái nghiên cứu của mình á thì sẽ tới một cái phần nữa đó là cái phần kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu thì cái kế hoạch này để nhằm đúc, mục đích làm cái gì thì lát nữa chúng ta sẽ trao đổi. Tuy nhiên rằng là chúng ta phải có kế hoạch thì chúng ta mới có thể thực hiện được nghiên cứu được là chuyện thứ nhất. Hay nữa Chuyện thứ hai nữa là uh, khi mà chúng ta có kế hoạch rồi á, thì khi mà chúng ta triển khai thực hiện nghiên cứu thì nó sẽ dễ dàng hơn. Uh, các bạn biết rằng là một cái nghiên cứu của chúng ta thì nó tùy thuộc và tùy thuộc là vào, vào loại thiết kế nghiên cứu mà các bạn đã được học thì cái thiết kế nghiên cứu có thể rằng là uh, cắt ngang có thể là bệnh chứng có thể là đoàn hệ thì cái thời gian mà các bạn thực hiện nghiên cứu nó có thể trồi sụp tùy thuộc vào cái cái thiết kế nghiên cứu đó cho nên nếu chúng ta không có kế hoạch nghiên cứu thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong cái chuyện mà triển khai thực hiện nghiên cứu và sau khi mà chúng ta triển khai thực hiện nghiên cứu rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nữa đối với cái cái đề tài thì nó cũng sẽ khó khăn Do đó bài ngày hôm nay cái bài ngày hôm nay sẽ bao cái bài ngày hôm nay sẽ bao gồm sẽ nói nhiều về cái kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu. Mục tiêu của bài ngày hôm nay sẽ bao gồm những mục tiêu sau: thứ nhất là các bạn trình bày được định nghĩa kế hoạch triển khai nghiên cứu. Thứ hai, thứ hai là các bạn trình bày được ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu. Và thứ ba là các bạn trình bày được Các cách trình bày kế hoạch triển khai Thực hiện nghiên cứu Thì thật ra cái kế hoạch trình bày này Thì uh, uh, hồi năm ngoái các bạn cũng đã học Cái bài tổng quan lập kế hoạch rồi Thì một cái kế hoạch đó Chắc chắn rằng là Cho dù nó là kế hoạch nghiên cứu Hay là một cái kế hoạch chung đi chăng nữa Thì chắc chắn nó cũng sẽ có thời gian và địa điểm Rồi cái không gian để chúng ta thực hiện ha Nhưng mà Cái cách để chúng ta có thể trình bày Một cái tất cả mọi cái hoạt động Đó vô trong một cái cái bản hoặc trong một cái khung để chúng ta có thể thấy được thì nó bao gồm những cách gì thì trong bài ngày hôm nay các bạn sẽ được giới thiệu thì uh, kế hoạch nghiên cứu nó cũng giống như là các kế hoạch khác và giống như thầy đã trao đổi thì kế hoạch nghiên cứu đó là một lịch trình à, à, kế hoạch nghiên cứu là một kế hoạch thì chắc chắn là trong đó sẽ có lịch trình cái thứ hai đó là một sơ đồ tóm tắt một cách rõ ràng các thành phần các hoạt động của một nghiên cứu theo thứ tự thời gian và không gian như vậy rõ ràng rằng là một cái kế hoạch chắc chắn các bạn sẽ được trình bày theo cái khoảng thời gian và không gian. ở đây thì uh, uh, có bao giờ các bạn đã được uh, trong lớp này cũng như là các bạn đang dự online á thì không biết rằng là uh, các bạn đã từng lập cho mình một cái kế hoạch gì chưa? thí dụ như là kế hoạch uh, bạn nào có thể cho thầy biết một cái kế hoạch nào đó đi. ở đây kế hoạch nghiên thì có thời gian và không gian vậy thì uh, ở lớp này mình đã có tự thực hiện một cái kế hoạch gì đó chưa kế hoạch bình thường cũng được à. các bạn thực ra thực, thực hành một cái kế hoạch đã từng làm mỗi cho mình một kế hoạch gì không ví dụ ví dụ ví dụ chắc chắn là mọi một ít nhất một người ngồi trong lớp này phải có kế hoạch rồi cảm ơn em em là năm thứ năm bọn em có làm cái buổi giáo dục sức khỏe cộng đồng của bộ môn khoa học hành vi thì bọn em có lên kế hoạch cho cái buổi đó cảm ơn em đó là kế hoạch để tổ chức một cái buổi truyền thông giáo dục sức khỏe đúng không mà đó cũng là một dạng kế hoạch một ví dụ khác bạn nào có thể cho thầy một cái ví dụ khác, đó là một ví dụ, kế hoạch tổ chức một cái buổi truyền thông vô sức khỏe. À, rồi mời em. Dạ thầy là kế hoạch đi chơi du lịch đó thầy. Kế hoạch đi chơi du lịch, đúng không ạ? À? Nó cũng là một kế hoạch, nếu mà các bạn không lên kế hoạch gì hết là các bạn à, gọi là không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết đi với ai và không biết tốn bao nhiêu tiền đúng không mà rồi đó là một cái đó là một dạng kế hoạch thì như các bạn thấy rằng là trong cái kế hoạch đó chắc chắn là sẽ có thời gian chúng ta đi và không gian chúng ta sẽ phải đến ví dụ như trong cái kế hoạch của bạn là kế hoạch truyền thông về sức khỏe thì chắc chắn ở trong đó sẽ có là thời gian thực hiện các buổi truyền thông thầy không biết là các bạn làm bao nhiêu buổi truyền thông nhưng mà ít nhất các bạn làm một buổi chẳng hạn thì chắc chắn phải có thời gian thực hiện cái buổi truyền thông đó nhưng nếu như bây giờ nếu cái truyền thông cái cái việc truyền thông của các bạn có nhiều cái cái khoảng thời gian thì lúc đó các bạn sẽ bắt đầu lên cái lịch à. rồi cái nơi các bạn thực hiện ví dụ là các bạn truyền thông ở khu phố này hoặc là các bạn truyền thông ở cái phường khác hoặc là các bạn truyền công ở một cái ở tỉnh khác. Hoặc là đối trong đó sẽ có đối tượng truyền thông như vậy từng cái các bạn nó sẽ có cái thời gian. Đó là à. Rồi nói về kế hoạch đi chơi của các bạn thì chắc chắn cũng phải có là à, đi đâu, ngày hôm ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6 làm gì. Ngày, ngày... đó, các bạn phải biết cái khoảng khung thời gian nên chắc chắn trong tất chuyện thì các bạn phải lập kế hoạch. Nghiên cứu cũng không nằm ngoài chuyện đó, được chưa? Do đó ý nghĩa của việc xây dựng một cái kế hoạch, các bạn ý, ý nghĩa của một, của một cái kế hoạch là để làm gì? Là để giúp cho các bạn có thể chủ động hơn. Vậy thì trong nghiên cứu nó sẽ có những ý nghĩa sau. Thứ nhất là giúp việc dự kiến các hoạt động, các nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu. Điều này theo các bạn có có cần thiết không? Điều này theo các bạn có cần thiết không? Các bạn online có thể uh, uh, trao đổi trên khung chat cũng được ha. Điều này có cần thiết không? Từ rất cần Tại sao cần? Nếu như mà mình không có Có những cái dự kiến về Chuẩn bị cái nguồn lực Thì tới hồi mình làm nó sẽ bị cập rập Và mình không có biết là phải bắt đầu từ đâu Và mọi thứ nó có thể sẽ bị lộn xộn Đúng như bạn đã nói Tức là nếu như chúng ta không có kế hoạch ngay từ ban đầu thì cái nguồn lực của chúng ta có thể bị hao hụt. Nếu như cái nghiên cứu của các bạn ngắn, một nghiên cứu cắt ngang bình thường thực hiện trong vòng mà thu thập số liệu trong vòng 2-3 tuần, các bạn sẽ nói, ờ chuyện nó cũng bình thường thôi. À, nếu như mà hụt chỗ này thì tôi bù chỗ khác. Nhưng mà vấn đề ở chỗ rằng là không phải chuyện đó. Nếu như cái kế hoạch, nếu như nghiên cứu của các bạn trở thành một nghiên cứu đoàn hệ trong nhiều năm, ở nhiều nơi và các bạn không lập một kế hoạch nghiên cứu thì chắc chắn cái khoản mà nguồn lực của các bạn sẽ bị hao hụt và cái thứ nữa rằng là trong cái quá trình mà các bạn thực hiện nghiên cứu đó nó xuất hiện những cái hoạt động gọi là phát sinh các bạn không biết được à đó là chuyện thứ nhất cái thứ hai là cơ sở cho việc dự trù kinh phí vì cái nguồn lực trong cái nguồn lực nó sẽ bao gồm cái gì nhân lực vật lực và tài lực vậy thì nhân lực nó bao gồm những ai trong kế hoạch nghiên cứu nó sẽ bao gồm trong nhân lực theo các bạn nhân lực trong cái nghiên cứu đó nó sẽ bao gồm những đối tượng nào theo các bạn nếu như các bạn chỉ, triển khai thực hiện một cái nghiên cứu thì nhân lực trong cái kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu nó sẽ bao gồm những cái đối tượng nào theo suy nghĩ của bạn khi mình làm một cái nghiên cứu thì mình phải có cái khi làm một cái kế hoạch mình phải có cái sườn đúng không mà Vậy trong đầu mình phải nghĩ trong đầu là nhân lực của chúng ta sẽ có gồm những ai trong cái cái kế hoạch này thì theo các bạn với một cái nghiên cứu uh, chung nhất uh, ngăn kiếp cắt ngang đoàn hệ bệnh chứng hay là uh, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng gì đó thì không biết tùy tùy nghiên cứu thì nhân lực trong cái kế hoạch thực hiện nghiên cứu triển khai thực hiện nghiên cứu theo các bạn bao gồm những đối tượng này Thì các bạn bao gồm những đối tượng này Suy nghĩ thử Suy nghĩ thử Các bạn online vẫn có thể chat trên khung chat Nhờ Cường coi giúp ha Coi có bạn nào có Có câu trả lời ở trên khung chat không Thì ta sẽ trao đổi Câu hỏi đặt ra đó là Nếu chúng ta thực hiện một kế hoạch triển khai thực hiện nghiên cứu vậy thì theo các bạn nhân lực nguồn lực mà nguồn lực thì có nhiều như nhân lực thì nhân lực ở đây bao gồm những cái thành phần này rồi mời em dạ thưa thầy em nghĩ đó là đầu tiên đó là cái người mà thực hiện nghiên cứu và những cái người mà tham gia vô cái quá trình lấy mẫu rồi phân tích mẫu mà còn những cái người mà tham gia những cái quá trình hậu cần xung quanh và dự trù luôn cả những cái người mà cái, những cái người mà mình sẽ khảo sát luôn rồi cảm ơn em đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ nhân lực của của một nghiên cứu là đối tượng tham gia nghiên cứu cái đã cái đó là cái đầu tiên á tại vì mình đang nghiên cứu trên người nào mà thì mình phải nghĩ đầu tiên cái như trong cái nhóm nhân lực ở đây là cái gì là cái đối tượng tham gia nghiên cứu tham gia với cái nghiên cứu của mình tới cái thứ, thứ hai là mình nghĩ tới người thực hiện nghiên cứu nhưng mà một cái nghiên cứu không phải là chỉ có một người làm mà một nghiên cứu có thể rằng là, là cái người đứng thực chính cái nghiên cứu đó và những người hỗ trợ cho cái nghiên cứu đó hỗ trợ đây bao gồm hỗ trợ gì như bạn nói hỗ trợ về việc lấy mẫu hỗ trợ cái gì hỗ trợ về việc uh, phân tích mẫu nó có câu chuyện là có những cái nghiên cứu gọi là sau khi lấy mẫu về thì mình phải phân tích chẳng hạn những những nghiên cứu vi sinh những nghiên cứu huyết học hay là những cái nghiên cứu liên quan đến đến giải phẫu bệnh ví dụ như vậy thì sau khi mình lấy mẫu thì phải có người là phân tích mẫu rồi phải có người là soi mẫu vân vân rất là nhiều đối tượng à, thêm nữa là cái gì hậu cần bên cạnh những người gọi là thu thập mẫu phân tích mẫu thì có những người gọi là làm những công chuyện hậu cần nó không liên quan đến chuyện nghiên cứu chuyên môn mà làm những công tác hành tránh chẳng hạn như vậy không phải có những đối tượng đó rồi những cái đối tượng mà 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 sau khi sau khi chúng ta phân tích mẫu rồi sau khi có cái kết quả mẫu rồi vô chạy số liệu thì lại có thêm là nhóm đối tượng phân tích số liệu tại đâu phải một mình các bạn phân tích số liệu đâu có những cái nghiên cứu rất là bự thì các bạn phải 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 nhờ một nhóm người cùng cái data đó để phân tích vậy thì các bạn cũng phải có thêm một cái nhóm người để phân tích số liệu à rồi sau khi phân tích số liệu xong rồi thì sẽ không có cái nhóm người lại gì trình bày số liệu tùy nghiên cứu thì các bạn thấy cái 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 nhân lực của mình nó sẽ kéo là ít người hay là đông người tuy nhiên với những cái nghiên cứu cắt ngang thì thường thường cái 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 nhóm nhân lực nó chưa cần trên dưới khoảng 50 người này gọi là trong đó là thầy bao gồm luôn những người gọi là thu thập mẫu rồi đó, à. và các bạn biết rằng là mẫu của mình được thu thập thì bằng nhiều cách khác nhau, tùy vào cái bộ công cụ uh, thu thập số liệu của mình là bộ công cụ gì. Ví dụ như uh, nếu cái bộ công cụ của các bạn sắp tới các bạn triển khai một cái việc là thực hiện một cái bảng câu hỏi tại cộng đồng thì chắc chắn bên cạnh những người đi xuống để để thu thập cái số liệu đó thì còn có những người gì liên hệ để dẫn đường vân vân và vân vân, rất nhiều ha. Cho nên cái nhân lực đời cái 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 nguồn lực đầu tiên mà các bạn nghĩ tới phải là nhân lực. Cái nguồn lực thứ hai là vật lực. Vật lực tức là gì? Là tất cả những cái thiết bị gì mà các bạn đưa vào để phục vụ cho nghiên cứu của mình. Ví dụ công cụ nghiên cứu các bạn bộ câu hỏi thì các bạn phải đi photo cái bộ câu hỏi ra hoặc nếu như các bạn nói à thôi à, nghiên cứu này chúng tôi sẽ không dùng bản giấy chúng tôi sẽ dùng ipad để đi hỏi thì chúng ta phải bỏ chúng ta phải chuẩn bị ipad ví dụ như ipad đó có thể là ipad có sẵn hoặc là ipad đi mua à, được tài trợ ipad rồi bên cạnh đó thì những cái nghiên cứu chẳng hạn như là cân nặng chiều cao rồi à, à, những cái à, cân nặng chiều cao thì cần phải có là cân rồi thước đo ví dụ như vậy à rồi gì nữa rồi à, ví dụ như cái nghiên cứu mà mà vừa rồi khoa tế công cộng cũng đang thực hiện là cái nghiên cứu điều tra à, nhiễm hp trên cộng đồng học sinh ở hồ chí minh chẳng hạn thì như vậy vật lực nó sẽ có những gì là cái bộ kit để thử mẫu rồi à, những dụng cụ để thu thập mẫu rất nhiều à, như vậy các bạn phải trong cái khi mà chúng ta nghĩ tới cái kế hoạch Thì chúng ta phải nghĩ là Nguồn lực, nhân lực gồm những ai Vật lực gồm những cái thiết bị gì Để đưa vào Và tất tần tật, tật những cái đó nó nằm trong đề cương nghiên cứu hết á Không thiếu một cái gì trong đó cả Gồm những ai tham gia nằm trong cái đề cương hết Và các bạn thấy rằng là khi Khi mà các hội đồng người ta duyệt một cái đề cương nghiên cứu Thì các bạn thấy rằng là Sẽ Đưa vô những cái này Ủa có đủ không Đó rồi những cái vật lực các bạn có sẵn Nếu không có sẵn thì các bạn phải Dự trù kinh phí để các bạn mua Mua thì mua loại nào Tùy thuộc vào cái nguồn ngân sách các bạn có Và cái thứ hai đó là được tài trợ Cái thứ ba là tài lực đó Cho nên chính vì vậy mà khi các bạn Thực hiện một cái nghiên cứu này Thì các bạn thực một cái nghiên cứu có kế hoạch Thì các bạn sẽ dự trù được cái khoản kinh phí Cái kinh phí này là kinh phí về, về mua đồ Còn kinh phí về hỗ trợ nữa Ví dụ như hỗ trợ người dẫn đường rồi à, kinh phí xăng xe tùy thí dụ nghiên cứu của bài thực hiện Hồ Chí Minh mà ở quyền túc mốt ở quyền Cần Giờ á, là phải có tiền xăng xe túc mốt quyền Củ Chi á, lại phải có tiền xăng xe tại vì từ đây lên đó mà đặc biệt ở những cái xã mà xa nhất của quyền Củ Chi ở đây có ai quyền Củ Chi ngồi đây không hả đây có quyền Củ Chi ngồi đây không Thôi là là, 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 là biết có người ngồi đây á mình không nói thôi <laughs> à, nữa là cái gì Ờ à, của chi xa nhất là một cái xã ở gần giáp tây ninh à, cách thành phố từ từ đó về tới trung tâm huyện cũng hết 35 cây lận à, rồi xong từ trung tâm huyện lên tới trung tâm thành phố hết thêm hai ba bốn bốn chục hai chục cây nữa cái lên tới thành phố gần sáu sáu chục cây luôn à. Thế các bạn thấy rằng là tùy vào cái địa lý đó là ở thành phố hồ chí minh thôi còn nếu như các bạn làm những cái đề tài ở tỉnh thì các bạn phải đi tỉnh và tỉnh gần thì có thể đi xe tỉnh xa phải đi máy bay, bay đi xe lửa rất là nhiều ha các bạn phải dự trù hết tất cả những cái gì mà các bạn mong muốn thì tùy vào cái nghiên cứu của các bạn thì kiếp mà xây dựng này là tạo cơ sở cho việc dự trù kinh phí cái thứ ba là lường trước được những khó khăn ha các bạn sẽ thấy à trong cái quá trình mà các bạn làm đó có những khó khăn gì đặc biệt đối với những nghiên cứu đoàn hệ thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khó khăn nó lại gì mất mẫu mất mẫu vì lý do vì nhiều lý do thì lý do thứ nhất là người ta chết tại vì nghiên cứu đoàn hệ phải theo dõi hai ba năm và trong thời gian đó thì đối tượng nghiên cứu của chúng ta không còn sống nữa cái thứ hai là người ta không đồng ý tham gia nghiên cứu nữa tại thấy quá dài nên người ta không đồng ý tham gia nghiên cứu đối với nghiên cứu đoàn hệ theo về nghiên cứu đoàn hệ ha À, cái thứ ba nữa là cái gì? À, trong cái quá trình đó người ta thấy được nhưng mà vì một lý do nào tài chính nào đó người ta không muốn tham gia nữa. Cũng có. Đó là lần trước về đối tượng nghiên cứu, về khó khăn của mình thì trong quá trình đó nó sẽ phát sinh những cái chuyện không mong muốn chẳng hạn như rằng là dịch Covid vừa rồi. Ví dụ như thời, thời gian thực hiện nghiên cứu các bạn là dự kiến là trong năm 2021, đầu năm 2021 đâu có biết dịch đâu. Cái tới giữa, giữa năm cái đùng bùng lên dịch nó bùng lên như vậy không thực hiện nghiên cứu được. Mà tiền thì phải giải ngân giờ làm sao? Đó sẽ có những cái khó khăn nhất định khi mà các bạn phải suy nghĩ trước được và dĩ nhiên thì để có thể ra được những cái khó khăn này thì các bạn phải trao đổi với những người chuyên gia có kinh nghiệm. Đúng không ạ? À? Rồi à, bên cạnh đó thì các bạn có được những cái thuận lợi. Và suy nghĩ rằng là nghiên cứu này sẽ có những thuận lợi gì? Có ai sẽ là người hỗ trợ cho các bạn à, Thí dụ Nghiên cứu mà từ trên ấn xuống Thì nói từ trên ấn xuống tới là gì Tức là được cấp việc từ cấp thành phố Cho đến cấp cơ sở rồi đó Thì coi như rằng là tạo một sự đồng thuận từ trên xuống dưới Dễ thực hiện Còn nghiên cứu cho các bạn tự nghĩ ra Phải mà trình trình ngược trở lên Thì đôi khi nó khó À, nên thuận lợi ở chỗ rằng là nếu nghiên cứu nó từ ở trên mà 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 chỉ đào xuống thì dễ tùy. Và cái nữa rằng thuận lợi là cái mối quan hệ của các bạn. Nếu các bạn có quan hệ rộng rãi, thì các bạn sẽ dễ dàng thực hiện nghiên cứu hơn. Ha, dễ dàng thực hiện nghiên cứu hơn. Do đó rằng rồi khi mà các bạn lường trước được những khó khăn thuận lợi như thế này, thì các bạn chủ động trong cái việc rằng là làm tiếp cái công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là cái gì. Được chưa? À, đó là ý nghĩa của cái việc xây dựng nghiên cứu. Và thứ tư đó là nếu chúng ta có kế hoạch thì chúng ta mới biết từng giai đoạn ai sẽ là người tham gia vào cái nghiên cứu đó và khi tham gia vào cái nghiên cứu đó mỗi người có cái vai trò gì trong đó chứ nếu bây giờ nếu các bạn không ra cái kế hoạch các bạn ơi thôi hôm nay chúng ta họp xong rồi đấy em hôm nay họp gì mày ta cũng biết họp gì nữa thôi để coi cơ mình triển khai tới đâu rồi mình họp tiếp không được như vậy cái người thực hiện nghiên cứu hay cái người admin gọi là admin đó không có biết không có biết lãnh đạo đội nguyên cái team của mình. Hai cái team của mình nó bao gồm những người trong nghiên cứu này sẽ có những cái vai trò khác nhau. Người thu thập, người phân tích, như vậy thu thập phải thu thập trước rồi mới tới phân tích hoặc là làm song song vừa phân tích vừa thu thập. À, do đó rằng là các bạn thấy rằng là cái, nếu chúng ta có kế hoạch thì chúng ta thấy được cái hoạt động của từng người nó sẽ dễ dàng hơn. Nó không đơn giản như kế hoạch đi chơi đi chơi của các bạn thì là gì ôi ngày hôm nay trời mưa thôi nằm nhà nằm khách sạn ngủ qua ngày hôm sau trời nắng đẹp đà lạt mát quá tôi chạy đi tôi chơi tiếp nó không có gọi là theo tùy hứng được đi chơi có kế hoạch nhưng mà đôi khi cũng sẽ có câu chuyện tùy hứng nhưng mà làm nghiên cứu hay làm tất cả mọi chuyện mà liên quan đến công việc không có tùy hứng bởi vì nếu tùy hứng thì các bạn thấy cái phần tài lực các bạn bị giảm sút tại vì các bạn sử dụng nguồn lực không có hiệu quả không tùy hứng được cái thứ hai Vì cái, cái nghiên cứu đó Ảnh hưởng rất là nhiều đối tượng Tham gia trong nghiên cứu đó Cho nên nếu các bạn tùy hướng kiểu như vậy Sẽ gây ra một cái tâm lý nhàm chán Đối với người tham gia nghiên cứu Người ta sẽ không tham gia nữa Người ta cảm thấy rất là mệt mỏi Không biết vai trò của mình là gì Và người ta y ra Lầy ra dùng từ cái của các bạn là lầy đó Không chịu làm gì hết Từ của các bạn là lầy <laughs> Được à? Rồi à, Từng nhớ À, từng người trong nhóm rồi từng nhóm gắn kết với nhau như thế nào Cho nên cái người mà đứng chính cục nghiên cứu làm admin đó quan trọng lắm Nếu mà không làm được cái chuyện này Các bạn thấy rằng là sẽ không bao giờ làm được à, Nên ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu thì nó rất là nhiều cái ý nghĩa Nhưng mà đó là một trong Nếu các bạn có kế hoạch nghiên cứu thì các bạn thấy rằng là Khi chúng ta triển khai thực hiện nó sẽ rất là dễ dàng còn nếu chúng ta không xây dựng ngay từ đầu chúng ta không biết bắt đầu từ đâu như các bạn nói không biết uh, nếu như cái khó, nếu như có khó khăn xảy ra thì không biết rằng là sẽ giải quyết thế nào à. rồi để trình bày một kế hoạch nghiên cứu thì có hai dạng một là chúng ta sẽ theo lịch trình công việc à, theo lịch trình công việc các bạn nghĩ dùng từ lịch trình công việc thì các bạn mường tượng trong đầu nó sẽ như thế nào các bạn nếu mà dùng từ là lịch trình công việc thì các bạn mường tượng trong đầu nó sẽ như thế nào có ai các bạn online các bạn có thể trao đổi câu hỏi hay là câu trả lời ha lịch trình công việc thì sẽ như thế nào các bạn đại khái các bạn suy nghĩ công việc nó bao gồm nó nó mường tượng nó sẽ sao nó mày nó sẽ giống như là một cái kịch bản của một cái chương trình nó sẽ có thí dụ ngày đó giờ đó là ai sẽ đi đến đâu làm cái gì dùng từ lịch trình cảm ơn em em trả lời cũng tha cũng, cũng cái ý. lịch trình công việc đó là đã gọi lịch trình đó là phải có cái lịch là mỗi ngày mỗi ngày các bạn đi chơi các bạn có lịch trình không có chứ. Đúng không mà, ngày một tôi đi Pattaya, ngày hai cái tôi đi Bangkok, ngày ba cái tôi đi uh, cái gì đó rồi ngày 4 tôi, tôi qua Campuchia, tôi chơi, ngày năm cái tôi qua Lào, ngày 6 tôi về Việt Nam, xong Việt Nam tôi đi Hà Nội, Huế, Đà Nẵng gì một hơi rồi xong tôi xin về chẳng hạn. Hai lịch trình thì chắc chắn nó sẽ theo cái cái ngày. Để gọi lịch trình là nó phải theo ngày. Thì đó cũng vậy, cũng phải có ngày, ngày hôm nay tôi làm cái gì, ngày mai tôi làm cái gì, ngày mốt tôi làm cái gì. Đó là chuyện thứ nhất Cái thứ hai, lịch trình thì phải có người cũng phải phân công ai làm gì Tại vì trong cái, cái, nghiên cứu thì các bạn thấy rằng là có Có người tham gia mà Nên mỗi một ngày chúng ta sẽ Để coi coi rằng là ai sẽ làm cái gì trong đó Làm trong bao lâu hai tiếng ba tiếng bốn tiếng năm tiếng sáu tiếng hay nguyên ngày hai ngày ba ngày bốn ngày à, và cái lịch trình công việc này thì làm sao đối với nghiên cứu thì làm sao để chúng ta có thể ra được như đây có nói thứ nhất là các bạn sẽ dựa vào sơ đồ triển khai thực hiện các bạn triển khai bắt đầu từ đâu lấy ví dụ như nghiên cứu của các bạn là uh, ở phòng ở khoa khám bệnh của bệnh viện một cái bệnh viện quận ví dụ như vậy thì như vậy ngày đầu tiên các bạn đến khoa khám bệnh các bạn sẽ gặp ai tiếp xúc ai ngày rồi sau khi tiếp xúc xong thì các bạn sẽ uh, làm sao để chúng ta thu thập mẫu thì các bạn có thể dựa vào cái sơ đồ triển khai thực hiện nghiên cứu để chúng ta có thể ra cái kế hoạch cho chuyện đó mỗi một cái nghiên cứu nó sẽ có cái sơ đồ triển khai bắt đầu thu thập rồi kết thúc thu thập phân tích xử lý như thế nào nó có cái sơ đồ trong cái đề cương nghiên cứu chúng ta cũng phải <laughs> phần phương pháp nghiên cứu á, chúng ta cũng trình bày luôn cái phần gọi là sơ đồ triển khai thực hiện nghiên cứu Ha. sơ đồ triển khai thực hiện nghiên cứu cái thứ hai là các bạn dựa vào thiết kế nghiên cứu thì như vậy các bạn phải về coi lại là có bao nhiêu loại thiết kế nghiên cứu nó sẽ có thiết kế mô tả và thiết kế phân tích thiết kế can thiệp vậy thì cần mô tả thì sẽ gồm những gì những công việc gì làm bao nhiêu ngày ví dụ như vậy ai làm phân tích cũng vậy can thiệp thứ hai là cách chọn mẫu mẫu của các bạn là gì ví dụ có bao nhiêu cách giờ hỏi lại luôn có bao nhiêu kỹ thuật chọn mẫu này học rồi ha đúng không mà lớp này chắc là đã học kỹ thuật chọn mẫu rồi theo cái lịch thầy coi là đã học kỹ thuật chọn mẫu rồi có bao nhiêu kỹ thuật chọn mẫu ừ. này chắc chắn là đã được học kỹ thuật chọn mẫu rồi thầy theo cái lịch là là thầy nhớ là đã học rồi chỉ còn có hai bài nữa là bài định lượng bộ câu hỏi bộ, bộ câu hỏi nghiên cứu định lượng như nguyên tính thôi rồi thế nào có bao nhiêu kỹ thuật chọn mẫu ở dưới những bạn ngồi dưới bao nhiêu kỹ thuật chọn mẫu hết rồi. Rồi, mời em. Dạ, thưa thầy, à, em nhớ là kỹ thuật uh, chọn mẫu uh, đơn uh, hệ thống uh, chọn mẫu hộp cụm theo phân tầng. Cái dạ. này gọi là chọn mẫu có có xác suất, có xác suất đúng không ạ? À? Dĩ nhiên rằng là khi kỹ thuật chọn mẫu thì các bạn phải có chọn mẫu không xác suất. Vậy trong chọn mẫu không xác suất có những kỹ thuật này. Rồi mời em Dạ thưa đời, là trong kỹ thuật chọn mẫu không xác xuất là mình có bốn kỹ thuật đó là chọn mẫu có chủ đích, chọn mẫu thuận tiện, chọn mẫu theo cô ta và uh, quả bóng tuyết. Về chúng ta nên coi lại những kỹ thuật đó. Thế nào là chọn mẫu, thế nào là gì? thế nào là chọn mẫu theo cô ta, ha, thế nào là chọn mẫu thuận tiện, thế nào là quả bóng lăn hay còn gọi là quả bóng tuyết. Được chưa? Đó là chọn mẫu không xác suất rồi uh, chọn ch ch thế nào là chọn mẫu có chủ vậy là có chủ đích là của ai có chủ đích của người nghiên cứu hay là có chủ đích của đối tượng tham gia nghiên cứu tùy ha các bạn phải coi lại thế nào là kỹ thuật có chủ đích thế nào là chọn mẫu theo cô ta thế mà là chọn mẫu thuận tiện thường thường rất nhiều nghiên cứu các bạn làm nghiên chọn mẫu thuận tiện nhưng mà cuối cùng thì các thầy cô sẽ nói các bạn là chọn mẫu tùy tiện chứ không phải là thuận tiện cho nên phải về phải coi thế nào là chọn mẫu thuận tiện và cuối cùng thế nào là quả bóng loang, là lăng hay gọi là quả bóng tuyết những cái nghiên cứu mà gọi là làm quả bóng tuyết á thì nó sẽ thường thường những cái nghiên cứu thuộc về những đối tượng nhạy cảm các bạn sẽ áp dụng cái chuyện đó nhiều tại vì thường những cái nghiên cứu những cái kỹ thuật chọn mẫu không xác suất á thì thường trong nghiên cứu định tính mà trong nghiên cứu định tính mà đối với những đối tượng nhạy cảm ví dụ như uh, phụ nữ bán dâm ví dụ như rằng là đồng tính nam người ta không muốn mua mới thì mình sẽ nhờ những cái những cái người trong cái nhóm đó giới thiệu dần 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 để có được cái đối tượng nghiên cứu cái đó là chọn mẫu không xác suất còn hồi nãy bạn trai nói thì là chọn mẫu xuất thì trong còn mẫu có xác suất thì gồm có chọn mẫu đơn chọn mẫu hệ thống chọn mẫu cụm, chọn mẫu phân tầng. Vậy về chúng ta phải coi lại thế nào là chọn mẫu đơn, thế nào chọn mẫu cụm, thế nào chọn mẫu phân tầng. thế nào là chọn mẫu hệ thống. Khi nào chúng ta áp dụng kỹ thuật chọn mẫu hệ thống, khi nào chúng ta áp dụng kỹ thuật chọn mẫu đơn, khi nào chọn mẫu cụm, khi nào phân tầng, mà khi nào bốn cái cùng lúc trong cuộc nghiên cứu, không phải là một nghiên cứu chỉ có một loại cách chọn mẫu mà đôi khi trong cái trong một cái nghiên cứu có thể hai ba cách chọn mẫu tùy vào mục tiêu. Được chưa? Và các bạn về coi lại, và chính vì cái cách chọn mẫu này thì các bạn mới lên cái lịch trình công việc rằng là sẽ làm những gì. Ví dụ, nếu các bạn chọn mẫu cụm thì các bạn phải xuống từng tổ dân phố, ví dụ như thế. Vậy thì ngày hôm nay đi tổ dân phố nào, ngày kia đi tổ dân phố nào, ngày nọ gặp ai tổ dân phố nào các bạn thấy rằng là dựa vào cái cách chọn mẫu của chúng ta cũng thấy có nhiều cái vấn đề để chúng ta đưa ra trong cái lịch trình. Rồi dựa vào cỡ mẫu, nếu cỡ mẫu nhỏ, thuận tiện, ví dụ 90 trăm, đó là nhỏ đó. 90 trăm là nhỏ đó các bạn, nó xíu à. Các bạn thấy trăm thấy bự, nhỏ xíu à. Bự là 10 ngàn, 20 ngàn, những nghiên cứu lớn người ta với cỡ mẫu to như vậy. À. Thì tùy vào cái cỡ mẫu mà chúng ta đưa vào cái lịch trình rằng là Ờ, à, Chúng ta chỉ đi làm 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, làm 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần Hay là chúng ta làm 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng Cái cách chọn mẫu cũng sẽ thấy được cái câu chuyện đó Rồi công cụ thu thập số liệu các bạn mới giữ cái lịch trình của mình làm việc trong thời gian bao lâu Chẳng hạn nếu các bạn dùng bộ câu hỏi thôi thì không có thì cũng không mất nhiều thời gian Ví dụ một bộ câu hỏi hỏi tối đa khoảng chừng 30 phút thì các bạn hỏi bao nhiêu người nhân lên ra được cái cái thời gian để chúng ta có thể dự trù chúng ta thực hiện nghiên cứu nhưng nếu như bên câu hỏi mà chúng ta cần phải lấy mẫu theo kiểu khác nữa ví dụ như lấy máu lấy phân lấy nước tiểu để chúng ta làm những cái chuyện khác nữa và thời gian để chúng ta có thể thực hiện những cái cái cái, cái phân cái mẫu sau khi chúng ta lấy về thời gian bao lâu là phải lên cái kế hoạch rồi đó, kế hoạch thu thập số liệu tùy vào cái chuyện đó. Thứ ba, đó là dựa vào kinh nghiệm của người làm nghiên cứu, thường thường đối với các bạn mới làm thì các bạn nói em dự trù làm này, tuần nhưng không. Cái thầy cô nói này làm 3 tháng biết xong chưa nữa. Tại vì cái kinh nghiệm mà không có. Cho nên nếu các bạn sau này các bạn làm nhiều nghiên cứu hoặc tham gia nhiều nghiên cứu, các bạn sẽ thấy rằng là cái thời gian để chúng ta thực hiện nghiên cứu để lên cái lịch trình nó như thế nào cho nó phù hợp đặc biệt đối với những nghiên cứu đoàn hệ thời gian nó cũng phải khá là lâu à, khá là lâu còn nghiên cứu bệnh chứng thì đôi khi tìm không được nhóm chứng nhóm chứng có nhóm bệnh rồi mà không có nhóm chứng hoặc là có nhóm bệnh chứng rồi mà không có nhóm bệnh tôi tùy vào cái cỡ mẫu trên thì mới nói rằng là là tùy vào cái ở trên và dựa vào cái kinh nghiệm của người làm nghiên cứu ấy chúng ta đưa ra cái lịch trình làm việc cho nó phù hợp một cái nữa đó là kết quả pre-test pre test tức là làm sao? Tức là chúng ta sẽ làm pilot đó. Khi chúng ta thực hiện một cái nghiên cứu Thì đôi khi chúng ta phải làm thử Nghiên cứu thử Thì nghiên cứu thử chúng ta thực hiện trong vòng trên 30 người Thì chúng ta xem coi là cái công đoạn chúng ta làm chuyện đó đó Mất thời gian màu lâu Nó có cái kết quả Và từ đó chúng ta sẽ đưa cái kết quả đó để vô cái Khi chúng chính thức thì chúng ta lên cái lịch trình cho nó cụ thể bên cạnh đó thì uh, với những cái các bạn đã dự trù xong hết rồi các bạn nói, chết rồi không biết rằng là em làm nghiên cứu này có được vậy không thì thôi bây giờ em đi hỏi ý kiến của các chuyên gia những người trong đầu ngành những người uh, đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác nghiên cứu rồi thì chúng tôi làm lên trình lên lịch trình công việc cho nó, nó dễ thì tất cả những cái lịch trình công việc này trong cái quá trình mà các bạn lên lịch trình này chắc chắn nó sẽ có thời gian Chắc chắn nó sẽ có Con người để thực hiện Vậy thì để chúng ta có thể Một cái công cụ để chúng ta có thể gọi là Quản lý được hết tất cả mọi chuyện nó Trong một cái bảng Người ta dùng cái biểu đồ găng Và cái biểu đồ găng này Không phải chỉ áp dụng trong nghiên cứu Trước đây thì cái biểu đồ găng này Thường được dạy cho các bạn để làm gì Làm đề án can thiệp tức là khi các bạn làm một cái buổi truyền thông ví dụ như can thiệp truyền thông giáo sức khỏe chẳng hạn các bạn cũng vẽ một cái găng ra để các bạn theo dõi cái lịch trình nhưng không cái găng này trong nghiên cứu cũng thực hiện mà cái găng này chính trong cái công việc hiện trong trong một đời sống hàng ngày các bạn cũng có thể thực hiện luôn ví dụ các bạn ghi ngày hôm nay tôi làm 10 công việc nè tôi làm từ mấy giờ đến mấy giờ nè à. thì cái găng này nó sẽ có cái hoạt động theo một thứ tự nhất định để nó có thật không thời gian cái thứ hai là mỗi một cái hoạt động như vậy nó tương ứng với một cái khoảng thời gian và có thể phân công ai đo vô đó làm việc gì thì cái đây là một cái dạng để chúng ta có thể trình bày một cái kế hoạch một cách rất là tổng thể nhìn vô một cái bạn chúng ta thấy hết mọi chuyện chúng ta không phải chờ đợi nhìn ra một cái bạn giết tay rất là dài ví dụ như thế này thí dụ như với cái lịch trình công việc như thế này đó là Chuẩn bị triển khai liên hệ tiền trạm Mua vật dụng cần thiết Chuẩn bị công cụ thu thập số liệu Phiếu dịp chẳng hạn Tùy, tôi giờ nghiên cứu đây là một ví dụ nha Để cho các bạn thấy rằng là Thì thời gian triển khai những chuyện đó là là Ở đây thì đây là một cái cách ghi Một cái cách để chúng ta có thể thấy được là Từ 2 đến 12 tháng 9 Thầy lấy ví dụ như vậy Nhưng mà lát nữa sẽ thấy cái công cụ biểu Các bạn sẽ thấy nhìn nó, nó rõ hơn xíu nữa Rồi ai là người làm nhóm trưởng làm trong bao nhiêu ngày ba ngày ha làm trong ba ngày thì cái này là một cái cách để trình bày lịch trình công việc nè có những công việc nào chúng ta liệt kê hết ra những cái hoạt động để chúng ta có thể thực hiện chuyện đó ví dụ như đây rằng là trong cái triển khai thì có cái vụ mà chuẩn bị xe cộ ví dụ như thế rồi à, thu thập hồ sơ bệnh án rồi ghi chép vào phiếu đó ai làm đó. các bạn nhìn vô thường khi các bạn sẽ dùng một cái kế hoạch mà các bạn làm trong một cái bảng như vậy nè các bạn sẽ thấy rằng là cái dễ dàng nhìn vô là thấy hết mọi chuyện à, nhìn vô là thấy hết mọi chuyện chứ nếu như mà các bạn ghi, khi không có kế hoạch này các bạn ghi ra lời một cái bảng thiệt là dài nó rất là khó theo dõi hiện nay thì các bạn thấy rằng không phải là công, trong công chuyện nghiên cứu mà cái câu chuyện mà quản trị kinh doanh hay cái gì đó thì người ta cũng có phần mềm để quản lý những cái chuyện này và cái ông admin đứng đầu á ông sẽ biết ờ à, tới thời điểm đó đã làm xong chưa làm tới đâu sản phẩm là gì các bạn thấy rằng là cái hoạt động là là công cụ thu thập số liệu thì nhóm nghiên cứu phải làm trong 6 ngày thì, thì cái sản phẩm đầu ra nó sẽ là bộ công cụ thu thập số liệu phải có cái đó ông admin ông quản lý cái chuyện đó rồi à, lập sơ đồ phân tích thì sản phẩm phải là sơ đồ phân tích ví dụ như vậy thì cái người đứng đầu cái nhóm quản lý nhóm nhóm nghiên cứu họ sẽ nhìn vào đây để họ thấy được toàn bộ những cái công việc một cái cách nữa là cách này đây là biểu đồ găng. thì thấy gì ở đây là tháng các bạn có thể ghi thành tuần các bạn có thể ghi thành ngày hồi nãy cái 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 kia cái, cái, cái là cái, thì bây giờ với cái công việc hồi nãy là liên hệ tiền trạm 3 ngày thì các bạn vẽ cái găng 3 ngày. Thì cái đoạn cái đoạn đen đen mà các bạn thấy ở trên slide chúng ta sẽ vẽ 3 ngày. Ví dụ như vậy. Ở đây thì một ví dụ cho theo tháng nhưng mà các bạn cũng có thể vẽ theo từng ngày. Các bạn cũng có thể vẽ theo từng giờ và các bạn cái này cái kiểu nhìn nhìn này giống trong Google Calendar trên điện thoại của các bạn á. Một cái dạng bây giờ có rất là nhiều cách trình bày các bạn. Chúng ta có rất là nhiều cách trình bày để để chúng ta có thể à, thể à, thấy được cái, cái 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 cái, hoạt động đó trong khoảng thời gian bao lâu. Thì nếu như các bạn quản lý công việc theo ngày thì chúng ta dễ theo giờ. Nếu chúng ta coi quản lý công việc theo tháng, theo tuần thì chúng ta dễ theo ngày. Nếu chúng ta dễ, quản lý công việc theo theo tháng thì chúng ta đưa thành tuần. Còn nếu chúng ta quản lý theo một theo quý hoặc năm thì chúng ta thành tháng cho nên với cái biểu đồ găng này thì thầy nói, nói thật với các bạn rằng là nó ứng dụng rất nhiều trong cái cuộc sống của các bạn chứ không chỉ rằng là trong nghiên cứu hay trong làm, làm việc can thiệp đâu muốn gì các bạn cứ lên cái găng này ngay cả tổ chức một cái sự kiện cũng lên găng như vậy được luôn tại vì nó bao gồm rất nhiều hoạt động thì nghiên cứu cũng vậy những công việc gì phải làm ai làm làm trong thời gian bao lâu nhìn vô đây thấy rõ hết nếu, nếu nếu các bạn làm rõ thêm nữa thì các bạn thêm một cái cột là gì sản phẩm đầu ra của cái công việc đó để khi mình kiểm tra mình phải biết rằng à, sản phẩm nó là cái gì ví dụ như ghi chép vào phiếu thì sản phẩm cái sản phẩm đầu ra phải là các phiếu đã được ghi chép ví dụ như vậy. thì thầy nghĩ rằng là một cái công cụ giới thiệu cho các bạn để các bạn trong cái bài này Các bạn ứng dụng cái công cụ này Để làm những công việc khác của các bạn Cũng rất là hay à, Chứ không phải chỉ Ở câu chuyện làm nghiên cứu Chúng ta mới dùng găng Còn những cái cái chúng ta không dùng găng Và thường thường sau này Nếu các bạn về trường Mà đặc biệt Nếu như các bạn có về khoa tế công cộng Sau này làm việc á Các thầy cô sẽ nói Em làm găng chưa Găng của em đâu mà nói tới găng là các bạn phải hiểu là găng là cái gì ha. Đã được giới thiệu rồi. Găng là vậy đó, găng là một cái biểu đồ thời gian, công việc để chúng ta quản lý, à, gọi là biểu đồ găng, được chưa? Thì ở đây các bạn thấy có rất là nhiều, để vào máy tính nhờ, thuê, ví dụ đã thuê, thuê máy tính, thuê làm trong, thời... ví dụ như ở đây, các bạn thấy là cái công việc vào máy tính thuê làm từ giữa tháng, nếu mà nhìn ở đây thì các bạn thấy là cứ, cứ, cứ kẻ cái cột này làm nửa đôi thì là giữa tháng 5 cho đến khoảng đầu tháng 6, mình nghĩ như vậy đó là cái cái khoản gọi là dự trù còn nếu như mình muốn làm theo ngày thì chúng ta dễ theo ngày các anh chị của các bà trước đây dễ găng rất nhiều dễ găng dễ không vô excel dễ đối gì đồ khó trong excel có ô ô chia cột ra dễ đường lên thôi rồi trên cái găng này đây là cái găng dự kiến khi tới lúc thực tế làm xong thì sẽ có một cái đường đứt khúc nữa ở bên dưới của cái đường găng để cho thấy rằng cái tiến độ thực hiện của cái công việc đó nó tới đâu nó có sớm tiến độ đúng tiến độ hay nó trễ tiến độ rất là dễ nhìn à, tất cả chúng ta ai cũng thể nhìn được trong cái bản này thì đây là một cái công cụ để giúp cho các bạn có thể xây dựng một cái kế hoạch không chỉ là kế hoạch kế hoạch uh, các kế hoạch nói chung và kế hoạch nghiên cứu bởi vì trong cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy có những hoạt động chúng ta cần phải làm đối với truyền thông viên sức khỏe của bạn nói trước đây các bạn cũng có cũng 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 sẽ làm giống vậy những cái hoạt động ví dụ như là gì chuẩn bị tài liệu truyền thông liên hệ người liên hệ địa điểm hội trường ví dụ như vậy rồi chúng ta vẽ ra chắc các bạn chưa bao giờ vẽ hoặc là nếu có thường thường sẽ ghi ra chứ chúng ta không có cái cái nhìn gọi là tổng quát các bạn nên nhớ rằng là khi chúng ta quản lý một cái công việc gì thì phải có một công cụ để quản lý tổng quá. Các thầy cô ở đây cũng vậy. Rất nhiều cái đầu việc. Cho nên khi cần phải vẽ một cái găng ra như thế này để chi quản lý đầu việc, quản lý con người trong cái đầu việc đó. Dùng Excel cũng được. Hiện nay thì có rất là nhiều phần mềm để có thể quản lý một kiểu khác. Nhưng mà đã gọi là phần mềm của người ta thiết kế nhìn nó đẹp thì dĩ nhiên phải tốn tiền. Còn chúng ta không muốn tốn tiền thì chúng ta tự thân vận động để chúng ta tự vẽ, tự làm trên cái công trên những cái gì chúng ta có thể có được. À, cho nên đây là một trong những cái công cụ giúp cho các bạn có thể uh, quản lý được những cái công việc và quản lý cái nghiên cứu cũng như quản lý kế hoạch. Thì ở đây các bạn thấy rằng là trong cái này chúng ta sẽ đi tới phần viết báo cáo. Luôn. Ví dụ như trong cái trên slide này, thì bạn thấy rằng đi tới phần viết báo cáo luôn. Tức là đi từ lúc bắt đầu đọc tài liệu và viết đề cương Này tháng này là, là nhóm này có bộ đọc cũng nhanh đó Chứ đôi khi đọc tài liệu viết đề cương đôi khi cả năm trời <laughs> Viết á, đôi khi cả tháng trời đó các bạn nhớ à, Nhóm này cũng nhanh đó Này thầy lấy, lấy một ví dụ trong một cái nghiên cứu thôi nha Chứ không phải là Rồi à, kiểm tra làm sạch số liệu vào máy tính phân tích số liệu viết báo cáo. khi báo cáo chỗ này chưa có chắc chỗ này dự trù nè. Nó tùy thuộc nhưng mà thường thường cũng là một tháng hai tháng tùy vào okay. cái. Ha, nên cái phần tháng này có thể đổi hành ngày, có thể đổi thành giờ. Rồi các bạn mà mà các bạn nên vẽ những cái hoạt động là mỗi một hoạt động là theo cái hàng ngang để chúng ta dễ quản lý, đừng có hoạt động theo hàng dọc chúng ta không có thể, rất khó nhìn tự nhiên các bạn thấy cái hoạt động ấy tự nhiên các bạn kéo cái đường đường tháng như vậy nó là kỳ nhìn nó 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 phô luôn cái này nhìn nó nhìn nó mát mắt hơn cho nên thường thường người ta dễ hoạt động là theo hàng ngang như thế này ha thì sau này các bạn các bạn đi đi chơi cũng vậy ngày một đi đâu thời gian mấy giờ mấy giờ nhìn vô tất tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể làm được. rồi học tiếng anh rồi thời gian biểu cuộc các bạn một ngày cũng làm giống vậy luôn À, nên thầy nói rằng là cái Biểu đồ găng thì là một trong những biểu đồ Có thể ứng dụng được trong rất nhiều Cái công việc hàng ngày của các bạn Bên cạnh các xây dựng Cái Kế hoạch thì chắc chắn Có một cái không thiếu đó là Kinh phí à, Kinh phí là một trong những cái Người ta nói rằng là cái gì Đầu tiên làm một cái chuyện gì Cũng phải có thủ tục đầu tiên là cái gì Là tiền đâu đầu tiên là tiền đâu cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất rất nhiều tiền nên cuối cùng cũng bằng tiền thôi đúng không ạ? À? nên kinh phí là một trong những cái phải dự trù để thực hiện bất cứ một công việc gì trong đó cái nghiên cứu cũng vậy thì ở đây một cái dạng để trình bày kinh phí để chúng ta có thể nhìn được thì thầy giới thiệu cho các bạn như thế này ví dụ như loạt chi phí à, chi phí đó là chi phí uh, uh, về cho, cho cho nhân lực Đó à chi phí dành cho nhân lực hãy để ra một cái nhóm riêng để chúng ta đưa là ví dụ như đơn giá điều tra viên giám sát viên bao nhiêu người nhân lên bao nhiêu ngày cộng thành tiền là bao nhiêu một cái dạng trình bày về gì cái bạn dự trù kinh phí như thế này về chi phí cho nhân lực rồi cái này điều tra viên giám sát viên rồi gì ờ ở nghiên gọi là đối tượng tham gia nghiên cứu gọi là quà gì đó cho cho đối tượng tham gia nghiên cứu hay là tiền mỗi một người tham gia nghiên cứu được nhiêu tiền này có là tiền hỗ trợ thôi chứ không phải là là các bạn có tiền Các bạn hỗ trợ không có tiền thôi các bạn tìm tìm cách hỗ trợ chứ không phải là tiếc rồi có nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi các người ta tâm lý của bạn mà bây giờ kêu các bạn làm nghiên cứu thì các bạn cũng phải có có gì cho em không có bình nước cho em cũng được hay có cái gì có hoài vậy cho em chứ giờ tự nhiên em nghiên cứu tự nhiên không không vậy em đâu chịu nghiên cứu đâu Tại em làm em em được mà nghiên cứu nhiều lắm đâu ai cho em làm đâu em không tham gia gì hết trơn tại em thấy ha là nghiên cứu thì lợi lợi về mặt tinh thần thì có mà lợi về mặt chứ em có thấy không được gì hết trơn nhưng mà các bạn nên nhớ làm nghiên cứu mà rồi mà tính cái chuyện quà mà dành cho đối tượng nghiên cứu không là các bạn hết tiền luôn á thật sự là như vậy ví dụ như đối tượng nghiên cứu các bạn cái ngàn người mà mỗi người các bạn tính đi năm chục năm chục ngàn thôi là nhân là ngàn là các bạn biết bao nhiêu tiền rồi nhân lên đi đúng không ạ à? Đâu có, chúng ta đâu có tiền để chúng ta làm mà một cái nghiên cứu người ta chỉ cho 10 đến hai tối đa khoảng 50 triệu thôi đó là cái nghiên cứu cơ cấp cơ sở đó còn nghiên cứu mà cấp lớn hơn thì có thể là tên trăm triệu chẳng hạn nhưng mà cũng đâu có trăm triệu đâu phải là để, để chỉ dành để tiền quà mà trăm triệu dành cho những cái tiền khác à, nên các bạn cần phải chi phí cho rồi cái như ở đây thì là chi phí về đi lại chi phí về đi lại đi lại thì đây thì nhóm nghiên cứu này thì chỉ đi xe máy với xe ô tô thôi đây một ngàn đồng km chắc này tính theo tiền xăng hay tiền gì không biết thì đây các bạn có thể tính theo tiền xăng xe gì đó, tùy các bạn ha à, hoặc là tiền thuê xe máy đó, này rẻ quá nghiên cứu này rẻ quá ha. chắc nghiên cứu trước đây <laughs> à, đi ô tô và đi có bốn ngàn km <laughs> chắc rẻ quá giờ thì mắc hơn rồi nghĩa nhớ là đi tàu hỏa hay là máy bay Ví dụ như vậy Rồi, rồi nhiều khi còn phải mời tập huấn chuyên gia gì tùm lum thì cũng phải có chuyện đi lại chuyện đó Rồi thôi rồi bên cạnh đó là tiền dụng cụ rồi Thêm phần nữa tiền hậu cần Thì đây là một cái cách để trình bày Một cái dạng dự trù kinh phí để chúng ta nhìn tổng thể mọi chuyện Vừa tiền, vừa những cái loại chi phí chúng ta chi ra Đơn giá là bao nhiêu Để cuối cùng thì tổng cái kinh phí 8 triệu này rẻ quá Một nghiên cứu bây giờ tới 3-40 triệu rồi các bạn À, nhiều thứ lắm nhiều thứ phải chi lắm chứ không phải là 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 ở, đó ở đây bút bút cũng nó cũng tính tiền là bộ câu hỏi 10.000 thì chắc là bộ câu hỏi cũng à, trang thầy lấy ví dụ vậy thôi các bạn có thể về khi mà các bạn bạn xây dựng một cái dự trù kinh phí cho một cái kế hoạch thì các bạn có thể dự dự vào đây để các bạn một cái mẫu để các bạn có thể trình bày nhìn tổng thể thì cũng được chúng ta có thể thấy được giá tiền thấy được số lượng sẽ thấy được đơn giá thấy được chi phí những chi phí nào chúng ta phải chi ra đó là quan trọng rồi trong cái quá trình mình dự trù này nè cần phải hạ chỗ nào cần phải hạ ăn để chúng ta gì cân nhắc để thực hiện tiếp nghiên cứu hay không à, nên, nên cái phần kinh này cũng là một trong những cái khá là quan trọng đối với uh, đối với đối với khi chúng ta làm một cái chuyện gì nghiên cứu cũng thế à, đó là cái thì kế hoạch thì nó chỉ có là đối tượng thời gian không gian kinh phí có như đó thôi nhưng mà tùy vào tính chất của cái mà trong cái kế hoạch đó các bạn sẽ mô tả thêm vô trong đó là những cái gì nhưng mà cái sườn của cái kế hoạch đó là như vậy không không khác gì và yeah cái công cụ uh, biểu đồ găng là một trong những công cụ để chúng ta quản lý tất cả những công việc chúng ta sẽ thực hiện. Này uh, nếu các bạn gì trên lên, nếu mà các bạn mở mở mà các bạn thường xuyên uh, dùng lịch Google calendar hay là gì đó thì các bạn sẽ thấy những cái những cái các bạn đã bắt đầu bắt màu vô mở điện bây giờ giống như là các thầy cô giờ mở điện thoại lên sợ lắm cứ một ngày rất là nhiều màu công việc này màu kia màu nọ nhìn vô cái đóng đống màu thấy không muốn gọi là hồi, hồi xưa ta nói là xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê mà nhìn vô mình không mê tí nào luôn á thì nó nhiều công việc quá mình chỉ muốn trắng bóc thôi chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn làm gì nhưng mà giờ công việc nó quá nhiều nên buộc phải cho màu nó vô để thấy à công việc đó là công việc quan trọng hay không quan trọng công việc đó là công việc chính tới ai người nè rồi à, Google Calendar là một trong những cái kiểu cái trình bày nó giống giống vậy À. Các bạn nếu các bạn làm các bạn sẽ thấy ra được cái hình giống như này. Từ mấy giờ mấy nhưng mà Google Google Calendar thì một bên hàng một bên theo cột dọc là nó sẽ trình bày theo từng giờ, từng ngày, ví dụ như vậy, cái kiểu vậy thôi. Đây là một trong những cái cách để khi mà chúng ta làm trên bản giấy thì chúng ta trình bày như thế. Rồi, đó là toàn bộ cái nội dung liên quan đến phần kế hoạch nghiên cứu. Kế hoạch nghiên cứu thì nó cũng không có gì gọi là đối với các bạn thì đối với trình độ năm thứ sáu thì thầy nghĩ các bạn có thể xây dựng được một cái kế hoạch cho riêng mình nhưng mà cái quan trọng rằng là cái nội dung trong kế hoạch đó là cái gì thì tùy thuộc vào từng cái loại nghiên cứu mà các bạn sẽ trình bày nhưng mà nếu như gọi là về mặt lý thuyết về một cái mẫu hay là một cái cách để các bạn trình bày một cái kế hoạch thì thầy nghĩ theo trình độ của các bạn thì các bạn sẽ làm được này không phải là này không dám khinh thường trình độ của các bạn đâu mấy này các bạn làm giỏi thầy cô nhiều tuy nhiên nói vậy thôi chứ nó nói, nói là, là, là 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 cái gọi là cái sườn của kế hoạch vậy thôi chứ đụng vô đi các bạn sẽ thấy lên kế hoạch lúc đó nhìn nó tài quậy liền à rồi các các thầy cô cũng hoặc là các các gọi là chuyên gia các thầy cô các anh chị cũng sẽ góp ý thêm cho các bạn để cho kế hoạch hoàn thiện thầy cô cũng vậy thôi cũng làm kế hoạch cũng tài quậy thôi xong đó rồi cũng hoàn thiện dần không thể nào mà ai là thánh nhân mà có thể thể là hoàn thiện được hết tất cả được chưa không biết là các bạn có câu hỏi hoặc có thắc mắc gì không ạ à? Dạ mời em dạ thưa thầy em có câu hỏi ở phần mà dự trù kinh phí thôi. thì uh, nếu như ấy là làm sao để mà mình uh, có thể liệt kê đủ các loại chi phí mà để nó không bị sót có thầy là cái thứ nhất với cái thứ hai là khi mà triển khai kế hoạch nghiên cứu đó, trong tình huống mà nó có cái gì đó phát sinh thì mình phải làm như thế nào thầy? À cảm ơn câu hỏi của em. Em hỏi rằng là làm sao để mình có thể dự trù không thiếu những cái khoản mình chúng ta chi ra? Thì để có thể dự trù không thiếu những cái khoản chúng ta chi ra thì các bạn dựa vào ba chữ M M. Em mời thứ nhất là nhân lực Đầu tiên là chi phí cho nhân lực giống như Thì lại gì? Cái số 1 Nhân lực thì các bạn phải thiết, phải ghi cho rõ Gồm những bao nhiêu nhân lực Tại vì ngay từ ban đầu các Cái kế hoạch nhân lực ở, ở trên các Bạn mới đem mấy cái nhân lực đó xuống đây Rồi các bạn mới áp cái đơn giá cho Cho cái người đó Cho cái nhân lực đó Ví dụ tiền Cái chi phí nhân lực đó, cái Dành cho cái công tác điều tra Hay là chi phí cho công tác thu thập mẫu thì như vậy cứ bao nhiêu mẫu nhân lên à, đó là về nhân lực rồi thứ hai là chi phí về vật lực à, thì nhân lực nó sẽ bao gồm gì nhân lực nó sẽ bao gồm cái chuyện gọi là đi thu tùy vào cái công việc cái gì nữa thì mình sẽ đi thêm cái phần là chi phí đi lại ví dụ như đây à, rồi à, vật lực liên quan đến dụng cụ mình cần những dụng cụ gì, thì dụng cụ gì cần phải mua thì mình đưa vào dự trù kinh phí. Dụng cụ gì gọi là có sẵn mượn được thì chúng ta mượn khỏi đưa vô dự trù kinh phí. Nhưng mà cũng chúng ta cũng dựa vào cái bộ nguồn vật lực đó để chúng ta dự trù kinh phí. Tài lực thì nó liên quan đến những cái dân lực với vật lực rồi. Và bạn hỏi rằng là nếu trong cái quá trình mà chúng ta làm nghiên cứu nó có phát sinh thì sao thường thường thì chỗ này chúng ta sẽ có dự trù khoảng 10 đến 20 cái chi phí phát sinh để khi mà chúng ta lỡ như có chuyện gì đó thằng chẳng hạn như thầy lấy ví dụ như kinh phí của các bạn là trăm triệu đi thì các bạn phải để dành là khoảng 20 triệu để cho cái chuyện phát sinh đó xin gì không biết coi như rằng là tổng kinh phí của mình là 120 triệu nhưng mà nếu không như không sử dụng trăm hai triệu thì coi như chúng ta sử dụng không sử dụng hết trăm hai triệu mà chúng ta sử dụng con trăm triệu thôi thì coi như là chúng ta sử dụng tốt cái nguồn lực của mình mà nó không vượt quá cái cái dự trù còn nếu như tôi dự trù trăm hai triệu mà cuối cùng thực chi tới 200 trăm triệu rồi thì coi như là chỉ là mình dự trù chưa có khéo mình còn thiếu những khoản gì thì để có thể dự trù được kinh phí một là dựa vào những cái đó cái thứ hai là dựa vào những cái những cái kinh nghiệm của những người đi trước những người đã thực hiện cái nghiên cứu cùng loại như vậy, rồi những chuyên gia như vậy thì các bạn sẽ cái sẽ nó khi các bạn dự trù kinh phí nó sẽ không có bị sót cái những cái khoản mà chúng ta cần phải chi. Mà nếu các bạn làm nhiều nghiên cứu rồi á thì những cái khoản gọi là phải chi là các bạn sẽ nhớ sẽ nhớ là đưa vô liền. À, nó sẽ không có sót. Chưa có kinh nghiệm thì từ từ nó sẽ sót thì cái gì mà đầu tiên á mà chưa có kinh nghiệm á thường nó sẽ tốn tiền. Tức là gì? Mình bỏ ra mình dự trù mà 20 triệu mà thật ra mình quyết toán tới 50 triệu lần. Ha, cho nên tùy vào cái 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 đó thì 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 giúp cho các bạn thêm một cái 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 cái, cái, cái ý để các bạn có thể dự trù kinh phí gọi là tạm tạm gọi là đủ cho một cái nghiên cứu cũng như là đủ cho một cái hoạt động nào đó. Còn dĩ nhiên các bạn nên có thêm một chi phí phát sinh 10 20% tùy vào cái cái nguồn lực mà các bạn có. Nhưng một cái nữa là các bạn chỗ này nè, cái đơn giá chỗ này như thế nào nè. Thì các bạn dựa vào tùy vào cái cái tài lực mà các bạn được cung cấp ha. Ví dụ tôi có trong tay chỉ có nhiêu đó tiền thôi mà chi cho nhiêu đó hoạt động thì chúng ta phải cân nhắc là những gì chúng ta cần mua, những gì chúng ta cần mượn. Chứ không phải mua đi, mua đi, mua đi tôi chi cho, mua đi chi cho, mua đi chi cho cuối cùng quá trời tiền không còn tiền, chi mượn nợ ngân hàng xong bị giật nợ luôn. Không được. Ha, nên các bạn cũng lưu ý không thể nào mình suy nghĩ như vậy mình phải biết liệu cơm gấp mắm mình chỉ có nhiều đó mình chỉ có nhiều đó chén cơm thôi mình gấp cho một đống mắm vô nó mặn lè vô bị, bị, bị cao huyết áp chứ làm cái gì à, ít cơm thì mình cũng gấp áp ít mắm thôi gọi là liệu cơm gấp mắm nha yeah. chứ đừng có đừng có cái kiểu nhiều đó chỉ có nhiêu đó tiền mà chúng ta cái gì cũng đòi mua thì là không được chưa ạ rồi, đó là cái phần uh, dự trù kinh phí là như vậy thì cái khoản này là cái khoản mà đa phần nếu các bạn chưa có kinh nghiệm thì uh, lần đầu thì uh, cái gì cũng có lần đầu mà lần đầu tôi luôn là phải tốn tiền thì thường thường là như vậy Rồi, các bạn có câu hỏi nào khác à, các bạn trên online có câu hỏi gì không ạ à? như tuần trước cũng là lớp D học lớp 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 A B C D cái này lớp A B C D lớp B lớp B không biết thầy nói chung là tại vì thấy uh, những bạn khuôn mặt rất thân quen <laughs> rồi mấy em dạ thưa thầy là cho em hỏi là cái phần ví dụ như tài lực mà mình được tài trợ hoặc là mình xin được của ai đó thì mình cũng đưa vào đây luôn hay sao thầy với lại ví dụ cái phần kinh phí mà mình dư ra dư ra nhiều dư ra ít thì mình giữ luôn hay mình trả lại cho tài trợ và làm sao để tránh khỏi cái tiếng là mình mình ăn bớt của người ta ấy là gì rồi cảm ơn câu hỏi của em nếu cái, cái nguồn tài lực của các bạn được tài trợ thì cái thông minh nhất là làm sao đó giải ngân cho hết cái tiền ta cho. Ví dụ là nhưng mà giải ngân theo đúng quy định nha em, chứ không phải là giải ngân theo kiểu gọi ăn chặn ăn bớt ăn sáng tức là mình tìm một cái cách nào đó để 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 chúng ta giải ngân tuy nhiên trong cái quá trình ở những cái khoản nhỏ nhỏ á thì chuyện giải ngân nó cũng sẽ có cái cơ gọi là người ta dùng gọi là cái cái kỹ thuật cái kỹ thuật để giải ngân thì một cái nguyên tắc gọi là bất thành văn đó là gì? Người ta cho nhiêu tiền, mình lấy hết nhiêu tiền, chứ đừng trả lại à thí dụ người ta cho trăm triệu thì cố gắng làm sao để mà 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 mình lấy được trăm triệu hết giải ngân cho bằng hết trăm triệu chứ đừng có chuyện trăm triệu cái tôi xài năm chục triệu tôi trả lại năm chục triệu chi vậy ta cho mình trăm triệu mà nên mình cố gắng mình có một cái kỹ thuật để thầy dùng cái kỹ thuật nhưng mà không dám nói trên video <laughs> đó là cái kỹ thuật để mình có thể giải ngân là chuyện thứ nhất, cái chuyện thứ hai nữa đó là uh, cái kinh phí mà các bạn được tài trợ em nói đó nó sẽ là cái khoản là cái cái số con số ban đầu để chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ có nhiêu đó tiền thôi chúng ta dự trù trong khoản đó. Ví dụ em được tài trợ trăm triệu cho cái hoạt động nghiên cứu đó thì em cứ dự trù những cái khoản nào nằm miễn làm sao là nằm trăm triệu hoặc nếu chị nếu có dư ra thì chị khoảng 10% thì nó 110 triệu thôi. thì cái chuyện 10 triệu đó mình có thể tự bù vô nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao đừng sợ hết 100 trăm triệu để mình khỏi bù vô 10 triệu đó luôn. ví dụ như vậy. nhưng mà một nguyên tắc bất thành gian là người ta tài trợ bao nhiêu thì mình xài hết bấy nhiêu. đừng có gọi là xài trừ rồi cho người ta. À, và một gọi là còn giải ngân như thế nào thì cái này gọi là kỹ thuật khi mà thực hiện từng cái nó sẽ có cách gọi là từng hoạt động em sẽ có cách giải ngân nó khác nhau. hiểu không ạ? À? Nhưng mà trả lời câu hỏi của em đó là tiền mà được tài trợ trong nghiên cứu thì chúng ta sẽ dựa vào đó để chúng ta dự trù đây. Tại vì thật ra dự trù, trù kinh phí là cái mình dựa trên những cái hoạt động để chúng ta dự trù. Nhưng mà nếu mình được tài trợ được một cục thì mình cố gắng dự trù những cái khoản nằm trong gọi là tối đa được cái tiền tài trợ. Vậy thôi. Chứ chúng không chúng ta không phải nói rằng là, là 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 nếu như chúng ta không được tài trợ chúng ta có thực hiện không? Vẫn phải thực hiện bởi vì nghiên cứu của chúng ta mà. Cho nên dự trù kinh phí là cái để chúng ta thực hiện cái nghiên cứu này. Nhưng nếu chúng ta có được tiền tài trợ thì chúng ta không phải làm vô cái tiền của chúng ta. Vậy thôi. Được chưa? Nhưng mà kỹ thuật thì nhớ rằng là, người ta tài trợ nhiều thì mình xài hết nhiều. Còn xài hết bao nhiêu thì cái này tùy vào từng hoạt động các các anh chị, các thầy cô sẽ soi rọi thêm cho các bạn trong cái quá trình chúng ta giải ngân gọi là thanh tiền các bạn mấy này thì không thể nào mà gọi là à, hướng dẫn lý thuyết được Cái này gọi là phải đi vô thực tế từng chuyện Từng chuyện một Đấy. Đặc biệt là Đặc biệt là ở Việt Nam thì mình làm được chuyện đó Chứ nước ngoài thì hơi khó Nước ngoài là tại vì mọi thứ nó được chi qua ngân hàng Cho nên nó được quản lý chặt lắm Còn ở Việt Nam mình nó làm dễ hơn chút Dễ hơn một chút thôi nhưng mà chúng ta cũng phải những khoản chi của chúng ta cũng phải theo quy định ha tại vì tiền một khi tiền tài trợ thì nó cũng sẽ dùng cái tài khoản của nước việt nam như vậy tất cả những cái gì đó cũng sẽ mình cũng được quản lý mà khi nếu như vậy thì bên kia họ cũng quản lý luôn tức là ví dụ như tiền tài trợ từ nước ngoài thì cái tổ chức tài trợ họ cũng quản lý rằng là những cái khoản chi nào họ sẽ cho phép nên khi mình đưa lên cái dự trù đó thì mình phải ghi cái câu để cho nó phù hợp với cái khoản đó và mình phục với quy định của nước sở tại tức là nước thực hiện nghiên cứu Ví dụ như chúng ta làm thực hiện nghiên cứu ở nước Việt Nam thì cũng phải quy định phù hợp với quy định của nước Việt Nam. Chứ nếu như mà chúng ta dự trù ra một cái khoản mà nằm ngoài quy định thì chúng ta không sẽ, sẽ không thể chi tiền được ở nước Việt Nam. Được chưa? Rồi, các bạn có câu hỏi gì thêm? Dĩ nhiên thì nói 100 triệu vậy thôi chứ khoản của các bạn như tích thôi, thường thường 30 triệu là cùng sau này các bạn cũng cũng nhiêu đó thôi. Làm những nghiên cứu cắt ngang thì thường thường 30 triệu. 30 triệu không phải là con số nhỏ Nhưng nó cũng chưa phải là con số lớn 30 triệu bằng uh, Nếu mà các bạn ra trường uh, Nếu các bạn ra trường uh, Với cái uh, lương uh, hiện tại bây giờ uh, 2.34 uh, 1.99 nhân cho một na uh, Nhân cho 1 triệu 490 Nhân thử coi một Cho 1 1 chín cho hai chấm đi đó là là 2 triệu uh, 980 đó lương các bạn á <laughs> học học 4 năm học 6 năm học 8 năm học 10 năm lương như nhà nếu làm nhà nước nhưng mà chắc chắn các bạn mới ra trường thì làm tư nhân là khó làm lắm bởi vì ít nhận làm mới ra trường liền hiểu không ạ? Thế nên nếu như gọi là một nghiên cứu 30 triệu thì uh, chắc chắn rằng là các bạn sẽ uh, sẽ phải làm khoảng 30 triệu thì đó, 10 tháng lương rồi đó. Cái cái đại khái cứ vậy đi là 10 tháng lương. Rồi, đó. Rồi, các bạn có thắc mắc gì thêm nữa không ạ? À? Các bạn còn hình theo cái ấy thì các bạn còn hai bài nữa là một bài bạn câu hỏi tức là công cụ thu thập với một bài nghiên cứu định tính ha. Các bạn đã đi thực tập là đầu tháng 11 đúng không? 7 tháng 11 đúng không? Rồi Các bạn có gì nữa không? Rồi, câu hỏi thôi Dạ thưa thầy, thầy có thể chia sẻ cho tụi em một số kinh nghiệm khi mà đi xuống trạm đúng không thầy? Tức là cái khó khăn khi mà tụi em gặp phải khi xuống trạm mà làm cái đề cương đó thầy Thầy có thể chia, chia sẻ của mấy anh chị phải trước cũng được rồi Thật ra là trước đây những khóa trước á, thì có làm luôn đề tài tức là các thầy cô cũng hơi tham là ép các bạn làm luôn đề tài ra kết quả để cho các bạn biết phân tích xử lý số liệu luôn à, tuy nhiên rằng là à, sau một khoảng khi sau một năm làm với chuyện đó thì các thầy cô thấy rằng là ép các bạn như vậy thì nó hơi quá sức của các bạn nên cuối cùng chỉ dừng lại ở mức đề cương à, đề cương thì thật ra ở góc độ khi xuống trạm y tế nó không có gì là khó khăn hết tại vì đề cương uh, ở góc độ của trạm y tế thì cái khó đầu tiên là không biết chủ đề là cái gì thôi tức là mình mình khó mình định hướng được cái chủ đề để mình thực hiện cái đề cương tại vì uh, cái đề cương đó nếu như mà chúng ta thấy rằng nó dựa trên vấn đề sức khỏe thì những vấn đề đó người ta cũng làm được. Uh, mục đích của các thầy cô là gì là các bạn cái kỹ năng làm một cái đề cương chứ không phải rằng là cái đề cương nó sẽ thực thi được mà cái mục đích của các thầy cô là đề cương đó có khả năng thực hiện được và các bạn cái khả năng của các bạn là xây dựng được và hoàn thành được một cái đề cương đó là cái cái chuẩn để đánh giá các bạn đầu ra của các bạn chớ không phải rằng là bắt buộc các bạn xây dựng cái đề cương đó xong thì cái đề cương đó phải được thực thi ở ở địa phương nhưng nếu cái đề cương đó được địa phương lấy để thực thi được thì mình sẽ phải chỉnh sửa một chút xíu đem trên thạch trình ra hội đồng của các cấp rồi chúng ta mới tiến hành được cái chuyện đó tuy nhiên các thầy cô khi dạy cho các bạn cũng sẽ dạy đúng tất cả các kỹ thuật ví dụ là biến số của một cái với cái mục tiêu như vậy thì biến số nghiên cứu sẽ bao gồm những biến số gì à, công cụ thu thập số liệu là công cụ gì rồi à, à, cái kỹ thuật chọn mẫu là kỹ thuật gì cái đó đều đúng kỹ thuật hết để cho các bạn biết rằng là với mục tiêu như vậy thì chúng ta chọn những cái gì còn cái việc mà có ở địa phương có dùng cái đó để thực thi làm cái đề tài hay không thì cái tùy thuộc vào địa phương nhiệm vụ của các bạn nhiệm vụ mình, dừng lại là đề cương và cái đề cương như thầy nói hồi nãy cái khó ở chỗ rằng là mình đừng định hướng chủ đề ngay từ ban đầu cái khó ở chỗ đó thôi còn công việc xuống trạm thì thì đốt xấu thì thì giống như năm năm ngoái xuống trạm biết rồi năm ngoái đi đi đi, đi dịch covid hết rồi đúng không ạ thì cũng đã từng xuống trạm rồi thì công việc cũng làm ở trạm thì cũng như 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 năm ngoái thôi nhưng mà năm ngoái thì nhiều liên quan nhiều đến covid còn năm nay thì thì sẽ dàn trải ra tất cả những cái vấn đề khác ví dụ như nếu các bạn những bạn nào đi đợt đầu sắp tới thì chắc sẽ uh, liên quan nhiều đến việc xuất xuất huyết ví dụ như thế chứ cũng không có gì là còn với vấn đề đề cương thì ở địa phương không có gì là có tại vì các thầy cô bên trường đều hướng dẫn về mặt học thuật cho các bạn hết Thì các thầy cô sẽ cùng với các bạn định hướng ra cái đó Không sao các bạn đừng có lo cái chuyện đó ha Cái khó là sau này để cái, Thì cái định hướng đó Các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách Để mà nếu như sau này các bạn làm Ở một đơn vị y tế Thầy không biết các bạn sau này ra trường các bạn làm việc đơn vị ở nào Nhưng mà cái cách để dạy cho các bạn là cái suy nghĩ, cái kỹ năng cái các bạn có thể tự định hướng được cho mình cái một cái nghiên cứu để các bạn có thể thực hiện ở một cái đơn vị trong tương lai chứ không phải rằng là 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 ép các bạn làm một cái chuyện gì, gì, gì cả cái quan trọng là các thầy cô định hướng giúp cho các bạn tự định hướng được những cái nội dung gì các bạn có thể thực hiện nghiên cứu được dựa trên những cái chủ thể như thế này tâm chuyện đó đừng có lo lắng gì hết trơn á cái thầy cô sẽ định hướng với, định định hướng cùng với các bạn để các bạn có thể tự định hướng đó là mức tự chịu trách nhiệm của các bạn sau này mà khi các bạn ra trường rồi thì cái việc tự định hướng một cái nghiên cứu để các bạn thực hiện là trong suy nghĩ của các bạn và các thầy cô dạy cho các bạn cái chuyện đó chớ không phải là các thầy cô ép là phải làm cái này hay phải làm cái kia bởi vì cái chuyện phải làm cái này hay phải làm cái kia sau này các bạn đâu có làm chuyện đó đâu thì, thì sao các bạn có thể ứng dụng được? được cái dạy cho các bạn là làm sao để các bạn ứng dụng được tự mình có thể thực hiện được cái chuyện đó khi không cần ai bên cạnh cả cái đó là cái cái chuẩn đầu ra các bạn phải đạt được chứ còn mục tiêu mà lớn hơn ví dụ như là phân tích xử lý dữ liệu thì uh, thôi nếu bạn nào mà có ý định uh, muốn biết về phân tích dữ liệu hay xử lý dữ liệu thì xin mời học ngành thạc sĩ tế cộng thì các bạn sẽ được dạy rất nhiều phương pháp gì liên quan chuyện đó nếu như mà các bạn nói rằng là thôi em không học thạc sĩ tế ông cộng đâu em học lâm sàng hay gì đó thì các bạn chỉ liên quan đến lâm sàng thôi nào mình đi hướng nào mình đi vô hướng đó chứ tự nhiên cái bây giờ dạy hết cho các bạn rồi vậy lên đại học sau đại học lấy gì dạy mà bây giờ dạy cho các bạn cũng không có đủ nữa Tại vì không có đủ cái khoảng quỹ thời gian Để mà dạy hết được cho các bạn nhồi nhét hết Không được kiến thức phải được chia ra tùy vào cái 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 nhu cầu của các bạn mà mà cái bài mà cái nội dung nó sẽ được dạy như thế nào như vậy cái chương trình đào tạo nó mới có hiệu quả cái gì cũng nhồi nhét vô phần hết vậy thì sao đại học học cái gì rồi chưa chuyên khoa một học học hết ai chuyên khoa hai học cái gì không phải phân phân độ phân độ trình độ Đa cái gì nên yeah. yeah. các bạn cũng đừng có lo lắng rằng là uh, xu xuống sắp tới xuống địa phương đặt, để hoàn thành một cái đề cương nghiên cứu các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn từng bước từng bước để các bạn làm làm tới đâu và cần đạt cái chuẩn nào tới trình độ nào được chưa rồi nếu Rồi dạ, nếu mà có câu hỏi gì nữa thì chúng ta tạm nghỉ tại đây ha rất rất là cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi trao đổi ngày hôm nay ha cảm ơn các bạn rất nhiều nếu có liên hệ thì các bạn cứ liên hệ thầy qua số các số điện thoại này ha cảm ơn các bạn